Tại sao chờ lâu thế này mà vẫn không có tâm hơi gì? Hay là anh đã nghe nhầm địa điểm chúng sẽ trả người? Không, anh đã nghe rất rõ. Trên sân thượng ngôi nhà cũ. Chỉ tại em, vì Ngôn Tinh nên em mới chấp nhận lấy Vĩ Thành, rồi nói cho nó biết chuyện. Thế là nó cứ đòi cha, cho nên em không đưa nó đến dự đám cưới. Em yên tâm, nộp tiền chuộc cho bọn bắt cóc, rồi chúng sẽ thả bé Tin. Nếu được thế thì tốt. Đã xa cách ngần ấy năm mà cô ấy không có chút cảm giác nào về nơi này. Nơi này có liên quan đến việc Ngôn Tin bị bắt cóc à? Được, tiếp tục. Chú Kiên thế nào rồi? Chưa có tin gì. Sao thế? Đi chuột bé Tin mà không có một cú phone nào gọi về. Hay là Ngôn Phi đang bày trò ma quái? Nếu anh Phi không muốn Duyệt Phương lấy anh thì có thể công khai tranh giành. Cần gì phải làm thế để đưa Duyệt Phương đi? Đến nay chẳng có tin tức gì giải thích thế nào đây. Có thể là Diệp Trung đã bắt cóc Ngôn Tin. Sau cái chết của Diệp Văn Phong, hắn rất hận, bèn trả đũa. Chú Kiên, hãy thông báo cho mọi người giám sát mọi hành động của Diệp Trung. Được, theo tôi. Anh Thành định đi đâu? Tôi đi tìm, còn hơn là cứ ngồi chờ. Hãy giữ liên lạc thường xuyên. Mong sao không phải là Diệp Trung. Anh đã từng bày tiệc rượu ở đây, nhưng tối hôm đó không thấy cô dâu đâu. Anh quá sốt ruột, đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Sau này mới biết cô ấy đã vì tiền mà bán đứng anh. Khi anh quay lại thì khách khứa đã bỏ về hết. Anh đã hất đổ các bàn tiệc, sau đó ăn ngấu nghiến. Em biết không, chỉ có em đứng bên anh, can ngăn, động viên anh hãy tỉnh táo, lấy lại tinh thần và ý chí. Lúc đó anh chỉ muốn nhảy từ trên này xuống sân cho xong. Kể từ đó em luôn ở bên anh cho đến sau này. Kỳ Phương, hãy đưa cho anh. Gì? 10 đồng. Em cho anh vay 10 đồng đi. Cho anh vay 10 đồng đi. Rồi anh vào sòng bạc của gã họ Sái, quyết tâm đánh bại hắn. Cuối cùng anh đã thắng hắn. Vận may đã đến với anh. Sau đó thì sao? Các chuyện sau đó liên quan đến Lạc Kỳ Phương, em có muốn nghe tiếp không? Các tình tiết liên quan đến Kỳ Phương em hoàn toàn không nhớ nổi. Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe. Sao bọn bắt cóc vẫn chưa đến? Kỳ Phương, Kỳ Phương. Ngôn Tin đừng nên gặp chuyện gì. Lẽ ra Vĩ Thành đừng nên đến. Lỡ bọn bắt cóc nhìn thấy anh. Bọn bắt cóc nào? Nếu muốn lấy tiền chuộc thì chúng đã đến từ lâu. Trời thì tối rồi. Ăn đi, ăn đi chứ. Ăn đi, em không nuốt nổi. Này, liệu có thể là ai? Hay là bọn Hạ Linh đến làm? Là Hạ Linh sao được? Nếu thế thì cô ta sẽ đòi chuộc ít nhất là 3 sòng bạc hoặc là 30 triệu. Anh đang nghĩ liệu có ai đó vừa ăn cướp vừa la làng. Anh đi đâu vậy? Không thể ngồi đây nữa. Anh phải đi điều tra cho rõ. Em ăn đi. Kệ anh ta. Thấy vài chiếc tàu đánh bạc à? Vâng. Có vài chiếc tàu đánh bạc đang chạy lại. Thả neo gần tàu đánh bạc của chúng ta. Cảm ơn. Diệp tiên sinh. Chào anh Ngôn Phi. Chào ông. Sao anh Phi đến cùng các tàu đánh bạc? Có việc quan trọng gì chăng? Ông Trung à, chuyện của người lớn thì người lớn giải quyết với nhau. Trẻ con không có tội tình gì. Anh đang nói gì thế? Chắc ông đã nghe nói đứa con tôi mất tích. Nó mới lên 4 tuổi. Tôi chỉ có mình nó. Không thấy con thì anh tìm đến tôi à? Ông quen biết nhiều người trên đảo san hô.
Chỉ cần ông cử vài người đi tìm giúp tôi thì chắc chắn chỉ 3 hôm sẽ tìm thấy nó. Nếu 3 hôm vẫn không tìm thấy thì các tàu đánh bạc kia có tranh bắt cơm của tôi không? Tôi rất thương yêu thằng bé. Vì nó tôi có thể làm bất cứ việc gì. Anh cho rằng chỗ tôi đây là gì? Là cung thiếu nhi hay là nhà trẻ? Tôi nói nha, sự việc này không liên quan gì đến tôi. Tôi cũng không thể giúp anh. Được, tôi hạn cho ông 3 ngày phải trả thằng bé cho tôi. Nếu nó mất một sợi tóc, tôi sẽ không tha cho ông đâu. Hiện nay trên thế giới có rất nhiều sòng bạc đã tổ chức đánh bạc trên mạng Internet. Tôi cũng có nghe nói thế. Nhưng Học Minh luôn luôn phản đối nên vẫn không cho tổ chức. Anh định dùng sòng bạc trên mạng để dạy cho Diệp Trung bài học. Đúng thế. Ông ta có vài sòng bạc ở Mỹ chuyên đánh bằng các thiết bị máy tính. Chúng ta chỉ cần đăng ký đánh bạc với họ, phát giá thì có thể đánh to đánh nhỏ tùy thích. Chắc các vị đều hiểu tôi muốn làm gì. Được. Vậy anh thử nói xem, anh sẽ đánh thắng Diệp Trung ra sao? Ở sòng bạc, con bạc đặt cửa bao nhiêu đều có hạn chế. Từ 1 đến 5 vạn, tức là trong 5-10 phút, thắng hoặc thua chỉ là vài vạn. Chúng ta sẽ đăng ký 200 hoặc 2.000 con bạc đánh cùng một lần, đè bẹp đối phương, họ sẽ trở tay không kịp. Nếu một con bạc đăng ký đặt cửa 3 vạn, mà nhà cái bị thua, họ sẽ thua 6 triệu. Nếu ta đánh liền 10 ván thì nhà cái sẽ lỗ rất đau. Anh Ngôn Phi muốn trong cùng một thời gian tổ chức hàng ngàn con bạc trên mạng cùng ra tay với một nhà cái là Diệp Trung. Chúng ta phải đánh thắng họ trong thời gian ngắn nhất. Không ngờ ngày đầu tiên tôi làm giám đốc sòng bạc lại có một ván bạc đặc sắc thế này. Tôi hiểu rồi. Vừa nãy anh điều các tàu đánh bạc đến đó là nhằm phân tán sự chú ý của Diệp Trung. Các thao tác cụ thể anh Học Minh bố trí đi. Tôi biết mình phải làm những gì, bao giờ thì ra tay. 3 ngày nữa, vào buổi trưa. Nếu Diệp Trung không trả ngôn tin cho tôi thì chúng ta hành động ngay. Phải cho con cáo già ấy một bài học. Anh gửi cho tôi những tấm ảnh này là ý gì? Ông không nghĩ rằng nên giữ vài tấm ảnh kỷ niệm ngày ông sai người đào xác con trai ông lên à? Anh định bắt chẹt tôi? Vậy anh muốn thế nào? Đơn giản thôi. Tôi muốn đổi những tấm phim gốc này lấy con trai của Ngôn Phi. Ngày anh cũng cho rằng thằng bé nằm trong tay tôi à? Cho đến giờ thì ông là kẻ tình nghi số một. Nếu nó trong tay tôi thật thì tôi đã băm nó thành mấy mảnh tự lông, để cho Ngôn Phi tha hồ mà đi tìm và chơi trò ú tìm gián. Tôi chỉ biết đó là trò khỉ của Ngôn Phi. Được, cảm ơn ông đã giải đáp mối ngợm vực của tôi. Này, anh gửi những tấm ảnh này cho tôi rồi hẹn gặp tôi. Anh không sợ bị diệt khẩu à? Ông không ngu thế đâu. Tại sao tôi không giết anh? Đơn giản thôi. Vì chúng ta có chung một kẻ địch, Ngôn Phi. Trong vòng 10 phút phải đến bệnh viện tâm thần. Vào cửa có cài bông hoa hồng. Sau đó đi theo lối có đánh dấu bằng hoa hồng là đến nơi. Đi, đi. Con chớ quên, ta là cha của con. Không. Kỳ Phương.
Ông ta... Kỳ Phương, ông ta là Long Đình Quang, là ba của em. Ông ấy là ba em. Anh luôn lo em sẽ buồn nên chưa dám đưa em đến đây. Anh đừng nói nữa, em nhức đầu ghê gớm. Em thấy mệt à? Em không sao. Hình như em có nhớ ra cả người ở bên cạnh nữa. Đó là ai? Sao ông ta cứ muốn bắn em? Người bên cạnh là ba anh. Là ba anh à? Thôi được, em đừng nghĩ nữa. Chiếc xe máy này hình như em đã từng sử dụng, nhưng em đâu có biết đi xe máy. Ngày trước em có biết đi xe máy. Hồi đó em có chiếc xe máy như thế này, anh thường nhìn thấy em cởi nó. Alo. Ngôn Tình ơi, Ngôn Tình, cháu đang ở đâu? Sốt ruột quá đi. Triệu Huy, em có tin gì không? Em vừa gặp Ngôn Phi, anh ấy bảo anh đến để dọn các thứ nên em đến đây. Anh không cần dọn khỏi nhà bắt ngủ nữa. Anh còn chưa hỏi em đó, mấy hôm nay em đi đâu? Ở đây xảy ra chuyện lớn, em có biết không? Em đã nói với anh rồi, em có việc quan trọng phải đi khỏi đảo này vài ngày. Vừa trở về thì nghe tin đám cưới anh Thành và chị Phương bị dở dang, Ngôn Tình thì bị bắt cóc. Đã tìm thấy cháu Tinh chưa vậy? Chưa. Mấy ngày qua bọn anh đều đi khắp nơi tìm nó. Bọn bắt cóc hình như muốn chơi trò ú tim, khiến anh Phi chạy như chong chóng đi tìm. Các anh đã lần ra manh mối gì chưa? Bọn anh nghi ngờ Diệp Trung làm. Cháu Tinh mới 4 tuổi, trông rất đáng yêu. Chắc bọn bắt cóc sẽ không làm gì nó đâu. Mong sao sẽ là như thế. Chị Phương và anh Phi ngày nào cũng gặp nhau để tìm con. Liệu chị Phương có thể khôi phục trí nhớ được không? Hai người có thể khôi phục tình cảm không? Giờ đây bị mất con đều rất hoang mang, đâu có thể nảy sinh tình cảm gì được. Anh đó, nên giúp anh Phi tranh thủ thời cơ, giúp chị Phương khôi phục trí nhớ. Em nghe bác ngủ nói chị Phương đã từng làm việc ở quán bar, đúng không? Đúng. Nhưng có liên quan gì đến chuyện bắt cóc? Em chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, không liên quan gì. Mì ăn liền. Kẹo bông. Gia Nhi, mì ăn với jam bông sẽ rất ngon. Sao anh biết em ở đây? Anh hỏi em mới phải chứ. Em nói là đi tìm bạn, sao lại vào siêu thị mua sắm? Em đi xe qua đây, chợt nhớ ra là ở nhà hết thức ăn nên rẽ vào mua. Thế là chạm trán anh. Anh mua xong thì cứ về trước đi. Em còn phải mua nước ngọt và hoa quả nữa. Nè, em hãy nói thật đi. Mua toàn những thứ mà Ngôn Tình vẫn thích. Anh đừng nói linh tinh. Bạn em rất thích ăn của ngọt nên em mua cho bạn ấy mấy thứ này. Nhà bạn ấy ở gần bến cảng. Anh đang muốn đi đến cảng, cho anh đi nhờ xe em có được không? Tùy anh. Em muốn mua sữa. Anh ra kia lấy nước ngọt hộ em đi. Được. Gia Nhi, xin lỗi anh Huy, em sẽ lau cho anh. Không cần, không cần. Sữa dính nhớp thế này, anh phải về tắm. Ừ, anh về tắm gội đi. Được, được. Ngôn Tình, nhìn xem, cô mua cho con rất nhiều thứ đây này. Kẹo bông, đúng rồi. Và gì nữa? Sô-cô-la. Rất đúng,
Và gì nữa? Mì ăn liền. Đúng. Cháu nhìn đây rất nhiều mì ăn liền. Cháu thích không? Thích ạ. Cháu biết không? Cháu đi giúp cô làm một việc rất khác thường. Giờ đây cô rất vui. Cháu rất nhớ ba mẹ cháu. Ba mẹ và cháu sẽ nhanh chóng đoàn tụ. Vì đi tìm cháu nên ba mẹ cháu ngày nào cũng ở bên nhau. Ai cũng nghĩ Diệp Trung bắt cóc cháu, mà không thể ngờ Gia Nhi này đã làm một việc rất vĩ đại. Có đúng thế không, cô Hoàng Gia Nhi? Ngôn Tình, cháu cứ chơi đi. Anh Huy, anh không giận em chứ? Không giận mà được à? Một việc quan trọng là thế, em không cho anh biết, lại còn bịa rằng ra bến cảng để tìm bạn. Thì ra người bạn ấy là Ngôn Tình. Em giấu Ngôn Tình đi nhằm giúp chị Phương và anh Phi. Thế à? Anh biết không, họ toàn đi đến những nơi ngày trước đã đến. Như thế có thể giúp chị ấy khôi phục trí nhớ. Rồi đây Ngôn Tình sẽ có cha mẹ, có gia đình hạnh phúc. Gia đình hạnh phúc. Em bắt cóc thằng bé khiến mọi người phát hoảng. Cũng vì thế anh Phi sẽ quyết đấu với Diệp Trung. Nếu thua bị mất mạng thì em hại thằng bé càng khốn khổ hơn nữa. Có đến nỗi nghiêm trọng thế không? Hay là đưa Ngôn Tình về vậy? Cháu ơi, cháu ơi. Nè, đừng đưa nó về. Tại sao? Anh sợ rằng Duyệt Phương ngày càng hiểu lầm anh Phi, sự việc sẽ càng thêm rối ren. Vậy ta nên làm gì? Còn biết làm gì nữa? Đã trót thế này rồi thì đành tương kế tửu kế vậy. Anh đưa em đi chơi trò chơi được không? Đi chơi thì đi chơi. Grasshopper, em đã đổi khẩu vị à? Không sao. Xin chào. Hãy uống Grasshopper. Chính là người trung gian à? Hiện nay ở đây ai cũng nói thế. Lẽ nào toàn là người trung gian? Vậy tên em thế nào? Em yên tâm, anh đã gửi tiền chuột sang Hồng Kông. Khi chúng nhận được tiền, chúng sẽ thả người. Anh cũng uống Grasshopper. 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 Hình như ngày trước em đã nghe thấy cái từ này. Này, anh tội gì phải mất công sức để đổi mã số thế này? Cứ gửi thẳng là xong. Nếu trong cùng một lúc có 200 con bạc đăng ký đánh với Diệp Trung, thì cơ quan quản lý có thể cho là kỳ quái và bọn Diệp Trung sẽ bị đánh động. Có phải mật mã có thẻ tín dụng của khách hàng rất khó mà lấy được? Khó hay dễ, còn phải tùy xem ai thực hiện việc ấy. Ngày mai nếu Diệp Trung không trao trả người thì hắn sẽ biết tay. Theo tôi, chúng ta nên thận trọng. Kế hoạch đánh bạc này có rất nhiều người biết, đâu dễ mà giữ được bí mật. Ý ông là Diệp Trung là con cáo già, sớm muộn gì hắn cũng biết cái bí mật này. Các vị to xác, chỉ biết ăn mà không biết làm à? Tìm một cô gái là quá khó hả? Tại sao vẫn chưa có tin? Cần tôi phải đích thân đi tìm chắc. Sao không ai trả lời? Câm như hến thế này. Chuẩn bị xe cho tôi. Dạ. Anh Thành, anh định đi tìm thật à? Dựa vào họ chứ bằng dựa vào bản thân? Chỉ tìm một cô gái, đảo san hô này quá rộng hay sao? Hãy hăng hái làm việc đi.
Ông nói đúng, càng để lâu, Diệp Trung càng có khả năng phát hiện ra bí mật của chúng ta. Cho nên tôi cho rằng chúng ta phải khiến hắn trở tay không kịp. Em thật không hiểu bọn bắt cóc ấy định làm chuyện gì. Cô ơi, biếu cô bộ bài ma quỷ. Sáng lại cho em bộ bài ma quỷ. Kệ hắn, chúng ta vào đi. Anh vẫn nhớ anh Phi à? Dân rất muốn liên lạc nhưng mãi vẫn không liên lạc được với các vị. Alo, chú ngủ, Triệu Quy đang ở đâu? Tối nay Triệu Quy đi đâu? Mấy hôm nay xin nghỉ phép à? Em đừng lo, anh ta không phải người liên lạc gì hết. Anh chỉ là khách cũ của anh ta, trước kia hay đến đây ăn bánh pizza. Thế à? Có lẽ chuyện bắt cóc không phải là do Diệp Trung giở trò. Không phải Diệp Trung thì là ai? Anh cho rằng không thể là Hạ Linh, cũng không nên nghi chủ quán này. Alo, đã nghe rõ. Người đâu? Ngôn Tinh. Thế à? Đưa em. Ngôn Tinh, mẹ đây. Alo, alo. Thế nào rồi? Họ nói là sẽ đưa Ngôn Tinh sang Hồng Kông. Đây là bánh pizza tôm hùm để giới thiệu trên TV. Bánh này thực khách rất ưa chuộng, các vị nếm thử đi. Dù một đĩa bánh pizza chúng tôi khuyến mãi bằng cách tặng các vị một tấm ảnh đồ họa. Các vị sẽ đến chỗ kia chụp ảnh. Sau đó thiết bị tiên tiến sẽ căn cứ về chân dung của hai vị để vẽ ra chân dung của con hai vị. Đã thế thì chúng ta cứ thử xem sao. Thằng bé rất giống Ngôn Tinh. Đây là con của chúng ta. Đừng lo. Vừa nãy trong điện thoại em đã nghe thấy giọng Ngôn Tinh nói. Anh tin rằng đến lúc này nó vẫn an toàn. Anh gửi tiền đi, họ sẽ thả nó về ngay thôi. Có phải ngày trước chúng ta thường đến nơi này? Đúng thế. Nếu trước kia chúng ta không có hận thù, em sẽ không bị mất trí nhớ. Thậm chí chúng ta không có Ngôn Tinh. Chúng ta như mọi người bình thường. Mà ông trời cho anh gặp được em, thì anh vẫn mong cho em hạnh phúc. Được ở bên em trò chuyện thế này, anh đã rất vui, rất thỏa mãn. Em có thể ở đây với anh lâu hơn không? Xin lỗi em, anh cảm thấy chuyện bắt cóc có lẽ không đúng. Anh phải tìm Triệu Quy hỏi xem sao. Lập tức liên hệ với La Tỉnh, các tuyến đều phải đăng nhập. Báo cáo anh Minh, chúng tôi đã thao tác xong cả rồi. Tốt, thông báo cho các sông bạc và toàn thể trọng tài nằm dùng phát mật mã theo quy ước. Dạ, toàn thể con bạc đều đánh 3 dạng, phát tín hiệu số 18.
18. Thắng rồi. Cậu tài thật. Bọn khốn kiếp, chúng dùng mạng máy tính để moi tiền của ta. Bên ta thua mất bao nhiêu? Báo cáo, chúng ta đã thua 200 triệu. Cho thay toàn thể trọng tài. Khoan đã, tạm dừng mọi cuộc đăng ký đánh bạc. Dạ. 3天前, chưa hết hạn 3 ngày mà ngươi đã quậy phá ta. Được, ta phải tìm bằng được ngôn tin rồi dùng nó để chặn đứng người. Anh Huy, em nghe tin thời sự nói là Diệp Trung thua bạc 200 triệu. Anh Học Minh làm thế dở quá, chưa hết hạn 3 ngày đã ra tay. Sao mình không trách Gia Nhi để bắt cóc, chỉ trách Học Minh? Ba ơi, Ngôn Tin, ngoan, con nói xem ai đã đưa con đến đây. Chị Gia Nhi. Về thôi. Đừng đưa nó về. Nếu đưa nó về thì anh Thành, chị Phương sẽ hoàn tất lễ cưới, anh sẽ không còn hy vọng gì nữa. Hai cô cậu để nó này có an toàn không? Sẽ không ai phát hiện ra đâu. Tại sao tôi lại tìm ra? Hai người giả vờ bắt cóc khiến tôi đưa Kỳ Phương đến các nơi ngày xưa đã từng đến, cho nên tôi biết ngay là chỉ có người rất cần kề với tôi làm. Nhưng bọn em chỉ mong chị Phương nhớ lại các chuyện cũ. Nhưng hai người có biết làm thế là chơi với lửa không? Diệp Trung đã thua bạc 200 triệu, hắn có cam chịu ngồi yên không? Ngôn Tình, cha con ta về thôi. Đừng nên, đừng đưa cháu về. Không, con chỉ muốn về với mẹ. Phải về với ba. Sao thế? Con muốn có mẹ, muốn gặp mẹ. Anh đưa nó về, liệu Diệp Phương có tha thứ cho anh không? Sự việc thành ra to chuyện, Diệp Trung sẽ cho qua. 4 năm này anh nuôi nấng Ngôn Tình, anh biết nó rất thương yêu anh, nhớ anh. Chỉ của anh mới có thể cho nó hạnh phúc và niềm vui. Anh hiểu không? Con cần ba, cần mẹ, không cần chú Huy nữa. Con cần ba, cần mẹ. Thôi nào, đừng khóc nữa. Con cần ba, cần mẹ, không cần chú Huy nữa. Con cần ba, cần mẹ, không cần chú Huy nữa. Này, anh có thể giúp tôi không? Duyệt Phương đâu? Vừa nãy Ngôn Phi gọi đến, cô ấy đi rồi. Cô nhìn đi. Sao lại có thể thế này? Lại còn hỏi à? Anh Thành, Ngôn Phi,
Hình như em đã ném quân xúc sắc này cho ai đó. Em đã nhớ ra. Em đã từng nhìn thấy hai cái tháp này. Em đã xây nó. Em thử đặt lên xem. Kỳ Phương, em hãy tĩnh lặng một phút. Một phút thôi. Đừng nghĩ nói gì. Nhất định em đã nhìn thấy hai cái tháp này. Thế nào, rất tuyệt phải không? Hãy nhìn anh. Hãy nhìn anh. Em có cảm nhận gì không? Anh Thành. Anh Thành, đừng đến thế này. Cần gì thì nên tự tốn. Tỉnh ra. Hắn vẫn đang lừa em. Hắn đã bắt cóc Ngôn Tình. Sao vậy? Bắt cóc con mình. Anh Phi không làm thế đâu. Em nhìn đi. Nhìn cho kỹ đi. Chính anh đã chụp đường sáng nay. Anh có dám cãi không? Những ảnh này, sáng nay anh đến đón nó. Phải công nhận chứ gì. Thì ra anh luôn lừa dối tôi. Đưa Ngôn Tình cho tôi. Kỳ Phương, đứng lại. Sáng nay tôi mới biết chuyện. Anh đừng nói nữa. Cô ấy không tin anh đâu. Anh Phi, có thể bình tĩnh lại không? Thực ra toàn bộ sự việc xuất phát từ sai lầm của anh. Không được mở ra. Đưa em. Đưa tôi. Đừng, anh Phi. Đừng mở ra. Tại sao ba không tin con? Ba đừng làm thế. Phóng nhanh lên. Mau lên. Con đã vì thằng khốn ấy nên lừa dối ta. Con không đáng là con gái của ta. Cô họ Long, con gái của Long Đình Quang. Cô là Long Gia Gia. Tôi là Long Gia Gia. Tôi là Long Gia Gia. Tôi đã nói rất rõ với hai cô cậu rồi. Tôi tin cũng vô ích. Điều quan trọng là Kỳ Phương tin. Đúng thế, cho nên cô phải khuyên nhủ Diệp Phương. Đấy, đúng thế. Giang Hân, hãy khuyên chị Phương đi. Ngôn Tình cứ khóc đòi ba đòi mẹ. Vừa nãy mới chịu ngủ, nó thật đáng thương. Chị hãy giúp đi. Chị khuyên nhủ Diệp Phương. Đúng đấy, chị khuyên nhủ đi. Dĩ Thành, tôi xin cô đấy. Các cô, các cậu thật là. Các vị càng giúp càng thêm rối đen. Đám cưới đàn vui các người đã làm hỏng cả. Thật xui xẻo. Sao Dĩ Thành vẫn chưa về? Liệu có xảy ra chuyện gì không? Ngôn Phi, lúc này chỉ có hai ta. Chúng ta sẽ nói cho rõ. Rốt cuộc anh muốn gì? Nghe tôi nói này. Nếu Duyệt Phương xảy ra chuyện gì thì tôi hỏi tội các người. Này, tôi chưa nói xong đâu. Quay lại. Anh cho rằng tôi đã giấu Kỳ Phương đi à? Biết đâu đấy. Anh đã dám giấu con trai thì anh dám giấu thêm một người nữa. Anh Thành đừng hiểu lầm. Không phải anh Phi giấu Ngôn Tình. Tôi có thể làm chứng. Cậu tránh ra. Anh Thành à, nếu không tại cậu thì tôi và Duyệt Phương đã cưới nhau rồi. Cưới gì? Cô ấy là vợ tôi, anh hãy tỉnh táo lại đi. Anh cần tỉnh lại thì có, cô ấy không phải vợ anh. Ai cũng thấy rõ khi tôi và cô ấy làm đám cưới, anh đã đến đem cô ấy giấu đi. Nói ít thôi, tỉnh ra. Anh Thành, không nên thế này, hãy bình tĩnh, đừng đánh nhau nữa. Đừng đánh nhau nữa.
Đừng đánh nhau nữa, anh Phi, đi đi, đi đi. Này, mày đứng lại. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Bình tĩnh đi. Alo, Giang Hân, tôi là Kỳ Phương. Cô đang ở đâu? Các vị muốn uống cà phê hay trà? Cô Phương uống gì? Giang Hân đến phải không? Giang Hân. Đúng. Cô chính là Long Gia Gia. Kỳ Phương đã khôi phục trí nhớ thật rồi. Kỳ Phương, chị đã bình phục và đã nhớ ra mọi chuyện ngày trước rồi. Đừng lo cho tôi. Giấc mơ này quá là dài. Quá dài. Xin lỗi anh Phi, anh có cần em giúp anh không? Anh Phi, anh Phi, anh Phi, Dĩ Thành đánh anh, sao anh không đánh trả? Đây. Sao chứ, cả anh cũng phớt lờ em. Đúng là em đáng trách, em đã làm sai. Nhưng đừng nên phớt tỉnh em như thế này. Gia Nhi, không phải thế. Anh đang nghĩ rằng sự việc hiện giờ nên giải quyết thế nào. Anh không giận em chứ? Không giận tại sao anh cứ lạnh lùng với em? Anh đang khó nghĩ, không muốn nói nhiều. Giả lại nếu nói lỡ lời thì anh Phi sẽ càng thêm buồn. Em không ngờ sự việc lại phức tạp đến vậy. Em chỉ có ý tốt muốn giúp chị Phương và anh Phi, không ngờ lại càng thêm rắc rối. Em đừng nghĩ ngợi nữa. Hiện nay ai cũng biết em vốn có thiện chí với họ. Chúng ta nên nghĩ các cách để... Tôi ra đây. Chú Kiên, Giang Hân đi vắng, có tin gì về Duyệt Phương không? Cô Hân chưa cho các vị biết à? Hoàng Duyệt Phương chính là Long Gia Gia, cô ấy đã khôi phục được trí nhớ. Lúc này họ đang ở sòng bạc. Cô Hân bảo tôi đến đón cháu Ngôn Tinh. Nó đâu? Ngôn Tinh, Ngôn Tinh, Ngôn Tinh. Giang Hân, Triệu Uy nói Kỳ Phương đã bình phục, đã nhớ ra tất cả. Thật không? Trí nhớ đã khôi phục. Cô ấy đang ở đâu? Hiện giờ cô ấy đang ở bên Trang Vĩ Thành. Cô nói gì? Đang ở bên Vĩ Thành. Sao không đến tìm tôi mà lại đến tìm anh ta? Cô nói đi. Lẽ nào cô ấy lại lấy Vĩ Thành? Không thể. Tôi phải đến ngăn chặn họ. Cô nói đi, Kỳ Phương đang ở đâu? Anh chỉ nổi quá lên như thế này. Cô bảo tôi bình tĩnh sao được? Tôi đã trăm phương ngàn kế giúp cô ấy khôi phục trí nhớ. Nay đã bình phục, cô ấy lại đi gặp Vĩ Thành. Kỳ Phương bảo tôi nhắn anh. Cô ấy đợi anh ở bệnh viện tâm thần. Bệnh viện tâm thần. Cảm ơn anh trước đây đã cứu tôi. Nhưng tôi không thể nhận lời anh. Em nói gì thế? Tôi xin nói cho rõ thêm. Tình cảm của Hoàng Duyệt Phương đối với Trang Vĩ Thành không bằng 1/10 tình cảm của Long Gia Gia đối với Ngôn Phi. Thế là làm sao? Em có nghĩ cho anh không? Chỉ sau một khoảnh khắc, cô dâu của anh biến mất, thật là khôi hài. Tôi đã nhớ lại được mọi sự việc trước đây.
Tôi và Ngôn Phi đã trải qua quá nhiều sự kiện. Tôi biết anh ấy đã lợi dụng tôi để báo thù, nhưng anh ấy vẫn tin tôi. Này, tôi đã hiểu cả. Mình là cô gái đã rất yêu một người, đã có con với người ấy. Tôi và anh không thể gắn bó với nhau. Tôi không đón nhận anh. Không, chúng ta có thể sống bên nhau, Duyệt Phương. Chúng ta sắp cưới, rồi sẽ hưởng tuần trăng mật. Anh hãy bình tĩnh. Tôi sở hữu 8 sòng bạc. Anh được chọn bất cứ một sòng bạc nào. Tình cảm không thể dùng vật chất để thay thế. Dù em cho anh tất cả sòng bạc trên đảo san hô này, anh cũng từ chối. Quá tệ hại. Anh không thể nhận. Em cũng thừa biết rồi. Hoàng Duyệt Phương chỉ cần đơn giản thôi. Miễn là được cơm áo no ấm, có một gia đình hạnh phúc là thỏa mãn rồi. Nhưng Long Gia Gia thì khác. Tôi có 8 sòng bạc, vài chục nhân viên trông vào tôi để sống. Hoàng Duyệt Phương ngày trước không tồn tại nữa. Không, không thể. Em chỉ khác trước bởi bộ quần áo, bởi địa vị của em. Em không thể vì thế mà quên hết mọi chuyện của chúng ta. Tôi là Long Gia Gia chứ không phải là Hoàng Duyệt Phương. Anh muốn tôi phải giải thích thế nào nữa thì mới hiểu ra. Không thể. Anh có biết tại sao tôi mời anh ra đây gặp mặt không? Vì tôi muốn nói thẳng thắn rõ ràng với anh. Tôi rất biết ơn anh. Và tình cảm của chúng ta đã trở thành quá khứ. Tôi sẽ nghĩ các cách để cảm tạ anh đã cứu mạng tôi. Anh cần gì thì cứ gặp tôi. Kỳ Phương, đi đâu hả? Đứng lại, đứng lại. Kỳ Phương, Kỳ Phương, cho anh ấy vào. Kỳ Phương, em nên biết, không phải anh giấu ngôn tin đi. Anh chưa nói với em. Thực ra anh chỉ muốn đánh bạc một lần. Anh mong em khôi phục trí nhớ. Dù đánh thua, sau đó sẽ... Anh đừng nói nữa. Chờ em thu xếp xong các việc trên đảo san hô, em sẽ đi khỏi đây. Em đã quyết định ly hôn với anh. Nói sao? Ly hôn rồi sẽ lấy Vĩ Thành chứ gì? Em đã chia tay với Vĩ Thành. Hiện nay em không muốn nói chuyện tình cảm, thế thôi. Em có nghĩ cho anh không? Anh là vua đánh bạc. Anh có thể đánh bạc vì tiền, đánh bạc sinh tử. Vì em, anh đã đem cả danh dự lương tâm ra đánh bạc. Dù chỉ nửa giờ. Không, chỉ 10 phút. Anh cũng mong khôi phục được trí nhớ cho em. Vì em, anh đã bị coi là kẻ bỉ ổi vô liêm sỉ, là gã xấu xa bắt cóc con mình. Anh đã bị gán đủ mọi tiếng xấu. Bởi vì anh yêu em. Em đừng nói là em không yêu anh. Phải. Em thề đã rất yêu anh. Khi ba em phải vào viện tâm thần, tâm trạng em rất tệ hại. Khi đó, anh đã ném quân ách cơ, mong hóa giải mọi ân oán của hai nhà và gieo quân xuất sắc. Nếu lẽ là con trai, nếu chẳng là con gái, em đã mềm lòng, rồi đã làm những việc kỳ cục. Nhưng này tâm trạng của em đã khác. Em đã tỉnh ra. Những lời thề thốt hẹn ước chỉ là những mỹ từ nghe vui tai. Này chứ cần có ngôn tin ở bên là em mãn nguyện rồi. Kỳ Phương, đừng nghĩ thế này. Chúng ta vốn có tình cảm tốt đẹp, chúng ta vẫn có thể khôi phục và làm lại từ đầu. Ngôn Phi, đừng nên hảo quyền nữa. Anh muốn em lại chấp nhận anh chứ gì? Được. Đây là vua cờ gian bạc biệp. Đây là ba em. Nếu anh có thể làm cho ba em tỉnh táo, biết mình là ai,
và chấp nhận cho hai chúng ta chung sống, thì em sẽ không ly hôn với anh. Ở đây không có Duyệt Phương hoặc Kỳ Phương, các vị có hiểu không? Có vấn đề gì các anh liệu mà xử lý? Chị đừng nghĩ nhiều nữa. Cô có thấy tôi làm thế quá cạn tình không? Chị nói về Trang Vĩ Thành à? Tôi không nợ gì anh ấy cả, nhưng kết thúc như thế tôi thấy mình rất cạn tình. Lúc chiều còn bình thường, nào ngờ bỗng chốc chia tay, những câu nói bền lâu như đất trời, chỉ là những ý tưởng hão huyền. Nếu là chị, em sẽ cho Vĩ Thành một cái tát thật đau. Định đối phó với một anh chàng si tình thì phải ra đòn đến nơi. Chi cho anh ta tấm séc 50 triệu. Chị định nói cảm ơn à? Đừng nên. Vì em là em của chị, chị bảo em làm gì em cũng xin làm. Nếu không, em đã chẳng ở cái sòng bạc này. Tôi đang nghi ngờ những chuyện ngày trước ở quán bar. Nay nghĩ lại, chị thấy ấm ức. Không sao hiểu nổi tại sao trong gián bạc ấy Ngôn Phi lại có thể khiến ba chị quá điên. Có nghĩa là chị vẫn còn tình cảm với Ngôn Phi. Có lẽ thế. Còn Vĩ Thành thì sao? Không dám nói là không có tình cảm gì. Ly rượu này dù ta đã uống hết, nhưng hương vị của nó vẫn còn đọng lại. Chúng ta là chị em. Chị có vấn đề gì, miễn là em đủ sức làm, em nhất định giúp chị. Ngôn Phi, anh đã vu khống Diệp tiên sinh bắt cóc con trai anh, rồi lại ép ông ấy nội trong 3 ngày phải trả con cho anh. Mới 2 ngày anh đã tàn phá sòng bạc của người ta. Anh không những thất tín mà còn phá hoại quy tắc của sòng bạc chúng ta. Anh khiến chúng tôi quá thất vọng. Thưa hai sư bá, việc bắt cóc cháu Tinh là do Triệu Quy tôi làm, không liên quan gì đến anh Phi. Việc tổ chức đánh bạc trên mạng, đánh vào sòng bạc của ông Trung là do học binh tôi đây chủ trì. Tôi xin công khai nhận lỗi với ông Trung. Học binh là ai? Tôi chưa từng nghe tên. Tùy tiện đưa một gã quét rác, lau sàn, đứng ra nhận lỗi là giải quyết được hay sao? Đã xảy ra nhiều chuyện lớn như thế là xuất phát từ tôi mà ra. Nếu cần điều kiện gì thì ông cứ cho biết. Rất đơn giản. Hai điều kiện. Một là tôi lỗ mất 200 triệu, anh phải hoàn trả tôi. Sòng bạc của tôi phải đóng cửa 2 hôm, anh phải bồi thường cho tôi. Không vấn đề gì. Còn điều kiện thứ hai, anh Ngôn Phi, hôm nay trước mặt các danh nhân trong làng cờ bạc và các nhà báo, anh hãy quỳ xuống sàn nhận lỗi với tôi. Thảo nào ông mời lắm người và các nhà báo đến đây, ông muốn hạ nhục anh Phi. Anh là ai? Có tư cách gì để phát biểu ở đây?
Không rõ tôi có đủ tư thế không? Có đủ tư cách để phát biểu mấy câu không? Diệp tiên sinh, thì ra là cô. Tôi có thể gọi cô là Ngôn phu nhân không? Ông gọi tôi là gì cũng được. Cũng như có người gọi ông là ông Trung, là tiên sinh. Cũng có người gọi ông là con cáo già. Nhưng ông nên biết, trước khi đòi bồi thường này nọ, ông phải hiểu rõ một chuyện đã. Là gì? Đây là con tàu đánh bạc của ông, nhưng ông đang đổ ở đảo san hô. Thế thì có vấn đề gì? Nếu có người bắt cóc con trai tôi, thì tôi sẽ cử người lên xem xét, lục soát. Ông Hoàng Quốc Định có tài dạy dỗ con cái. Triệu Huy, anh rất hay xông pha giúp bạn. Ông Diệp Trung là bậc tiền bối trong làng cờ bạc và có tiếng là vua cờ bạc Biệp. Các vị có mặt ở đây thử nói xem, con trai của chủ nhân đảo san hô bị bắt cóc thì tôi nghi ngờ ai trước tiên? Khi con cô bị bắt cóc, cô nghi ngờ tôi cũng được. Nhưng hiện nay sự thật đã cho thấy cô nghi tôi là sai. Tôi còn bị tổn thất rất lớn. Bồi thường chúng tôi sẵn sàng, có đủ 200 triệu. Trên đảo san hô có 8 sòng bạc, chúng tôi dùng 3 sòng bạc đền ông. Chú Kiên, ông Trung thích 3 sòng bạc nào? Chú dẫn ông ấy đi chọn. Ông Trung thường thích tàu đánh bạc. Tôi bồi thường cho mấy con tàu của cô Hạ Linh mà tôi đã thắng bạc. Long Gia Gia, cô quá ngông nghênh. Xét về giai vế thì ông Long Đình Quang, cha cô, còn phải gọi tôi là sư huynh kìa. Ngoài bồi thường ra, cô sẽ quỳ xuống xin lỗi tôi nữa chứ. Diệp tiên sinh bắt tôi quỳ. Xin lỗi, tôi e thuộc hạ của tôi không để cho ông được an toàn rời khỏi đảo san hô đâu. Lẽ nào chỉ thuộc hạ của cô có súng, thuộc hạ của tôi không có? Và họ đang đứng nhìn tôi bị người ta sỉ nhục, không dám làm gì. Đủ rồi đấy. Chúng tôi nhất định bồi thường cho ông 3 sòng bạc. Nếu ông còn lấn tới, thì chắc chắn hai bên chúng ta đều sẽ chẳng thể sống yên. Bồi thường 3 sòng bạc, nếu ông vẫn chưa thỏa mãn, thì tôi và Ngôn Phi bằng lòng đấu với ông một gián bạc. Chúng ta phân định thắng thua ở đây. Nếu chúng tôi thua, tôi sẵn sàng quỳ xuống dâng trà xin lỗi ông. Nếu chúng tôi thắng, thì sẽ không bồi thường ông 3 sòng bạc. Và từ nay, ông không được ghé vào đảo san hô nữa. Nếu ông không muốn đánh bạc, thì sự việc đến đây coi như xong và cứ thực hiện như lúc nãy đã nói. Diệp tiên sinh tha mạng, Diệp tiên sinh tha mạng, xin ông tha mạng, xin ông tha mạng. Mày nhìn đi, xin ông tha mạng. Xin ông tha cho, xin ông tha cho. Sai mày vận chuyển quan tài của Diệp Văn Phong. Mày để cho thằng Trang Nhĩ Thành nhìn thấy. Sai đi tìm đứa trẻ con cũng không tìm ra. Dân tôi đã sai, tôi ngu xuẩn, mong ông tha cho. Tôi xin lập công chuộc tội, xin ngài tha mạng.
Ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa. Cút đi. Cảm ơn ông, cảm ơn ông. Long Gia Gia, ta không thể quên nỗi nhục quá lớn hôm nay. Xưa này ta đã uất hận bởi Long Đình Quan, nay ta lại bị con ranh con chọc tức. Ngươi còn mượn oai ngôn phi để trấn áp ta. Ta thề với trời, nếu ta không xử lý hai vợ chồng ngươi, khiến các ngươi tan nát cả nhà, rửa hận cho Văn Phong, thì ta là đồ súc vật. Văn Hân, anh xin từ chức à? Tôi xin chịu trách nhiệm về việc tấn công sòng bạc của Diệp Trung. Lẽ ra tôi không nên hấp tấp như vậy, khiến bên ta phải đền ông ta quá nhiều tiền. Bông hoa này là cô tặng tôi. Anh cho rằng tôi không tín nhiệm anh nữa, sao anh còn đem bông hoa này đi? Tôi đã bàn với chị Gia Gia rồi. Anh mắc sai lầm chỉ vì xuất phát từ lợi ích của sòng bạc, hoàn toàn không nên xua đuổi một nhân viên như thế. Ý cô là, tuy sòng bạc đã phải đền họ không ít, nhưng tôi tin rằng anh có thể làm ra số tiền ấy, đúng không? Nếu anh không tin điều này thì thôi vậy. Văn Hân, đã đến giờ đi làm, tôi xin cáo từ. Anh Phi, gọi đi. Sao? Đây là địa chỉ các cửa hàng hoa trên đảo San Hô. Anh thích mua hoa ở hàng nào thì gọi cho họ, bảo tôi đặt mua hoa lấy làm gì. Tặng Kỳ Phương. Tôi đã kể với cậu rồi, Kỳ Phương nói tôi đã bức ông Long Đình Quang quá điên, nên cô ấy không chấp nhận tôi nữa. Nói thế mà anh cũng tin à? Với phụ nữ ta cần kiên trì, anh thấy không? Hôm qua cô ấy trong vai hoàng hậu sòng bạc hù dọa khiến Diệp Trung bẻ mặt. Tại sao? Tại vì cô ấy muốn giải vây cho anh. Nào, mong anh sẽ tiếp tục hành động. Thôi tránh ra đi. Chưa có vui không? Vui à? Ngon quá. Anh tặng em. Anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Đặt cửa đi. Vui quá. Anh ơi, xem giúp em mấy giờ rồi? 11 giờ. Tôi thắng rồi, tôi thắng rồi. Hay quá, số anh rất son.
Đừng đặt tay lên vai tôi. Cô Mai, tôi tìm cô rất lâu mới thấy. Vâng, tôi cũng tìm anh mãi. Anh cũng đến đây chơi à? Lại còn hỏi à? Nợ tôi hơn một vạn đồng chưa trả, cô còn đến đây đánh bạc. Anh Sâm đã nói là mồng một trả. Mồng một trả. Và phải trả lại nữa. Điềm với tôi. Anh chờ em một lát đi. Cửa này của tôi. Kìa, tôi có 10 sen, sẽ chỉ còn 9. Anh nói nhầm rồi. Không nhầm. Sao lại thế? Các anh ăn gian của tôi. Các anh ăn gian của tôi. Các người định hà hiếp nhau à? Tôi bị thiệt một vạn đồng. Học Minh, anh mượn cớ làm việc để báo thù riêng vu oan cho tôi. Anh thừa biết Dĩ Thành là. Chị đừng gấp lửa bỏ tay người. Tôi phải làm việc cho công bằng. Cô hãy tin tôi, đó là sen của tôi. Chị Mai, Dĩ Thành, chị đừng lý sự nữa. Hãy giúp tôi giải thích với cô ấy rằng đó là. Hai người ra đi. Tôi muốn nói chuyện với anh Thành. Dạ, tôi ra nhé. Hãy giải thích hộ tôi đi. Được. Anh biết chị ấy có phần quá đáng. Có lẽ gần đây chị ấy bí tiền. Khỏi cần nói nữa. Anh đưa tấm séc này cho chị Mai. Tôi và anh chẳng còn quan hệ gì nữa. Và nhắn rằng chị ta đừng lợi dụng quan hệ giữa chúng ta để đến sòng bạc ghi chuyện. Em nói gì? Chúng ta sắp cưới nhau mà em nói là chị Mai, mẹ nuôi của anh, lợi dụng quan hệ giữa chúng ta. Có phải anh muốn tôi nói rằng đưa chị Mai ra đồn cảnh sát không? Nên biết chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa. Được. Dĩ Thành, Kỳ Phương, có chuyện gì vậy? Tôi không biết nên nói sao đây. Nhưng tôi rất không yên tâm về Dĩ Thành. Nếu có dịp, cô hãy khuyên nhủ anh ấy. Với tính cách của anh ấy, tôi e là anh ấy sẽ làm những chuyện dại dột. Anh đã thua, chi tiền đi. Tiền gì? Ai nói là tôi thua, phải trả tiền. Rành rành anh đã thua. Dĩ Thành, tôi trả tiền cho anh đây. Anh Thành, cút đi. Anh Thành, anh nên dựa vào sức mình. Dựa vào sức mình. Dựa vào sức mình. Tôi biết làm gì nữa đây. Cô muốn tôi cúi đầu năn nỉ xin Lạc Kỳ Phương để kiếm miếng ăn sao? Một người bình thường cũng có thể làm nên sự nghiệp lớn. Tôi có biết một người. Anh ta vốn chỉ là con bạc nho nhỏ, thắng được vài chục đồng đã thấy vui rồi. Về sau anh ta lấy gấp của người ta 10 triệu. Ai cũng nghĩ anh ta sẽ cao chạy xa bay để sống cho thỏa thích. Nhưng anh ta đã đánh bạc roulette Nga. Và thế là
Đoàn một tiếng, anh ấy đã chết như một người đàn ông chân chính. Người đó là ai? Anh Hướng Nam, bạn trai của tôi ngày trước. Hồi đầu tôi cũng coi thường anh ấy. Cả hai thường cãi cọ. Anh ấy đã từng đẩy tôi ngã xuống con suối kia. Tôi đã từng rất ghét anh ấy và nói rằng cô gái nào thích anh thì đó là đồ ngu. Nào ngờ đồ ngu đó chính là tôi. Sau khi anh ấy chết, tôi mới nhận ra rằng mình rất yêu anh ấy. Kỳ Phương giao cho tôi quản lý sòng bạc, ai cũng cho rằng tôi rất sung sướng. Thực ra, đằng sau cuộc sống của mỗi người đều có những khoảng trống không ai biết. Dù suôn sẻ hay không, dù đắc ý hay thất vọng, chúng ta đều vẫn phải sống. Và phải sống cho vui là điều quan trọng nhất. Này, chúng ta đi ăn kem. Ăn kem. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ở đây có một bác bán kem. Đang khóa. Họ có mặt ở đây không? Tôi thích ăn kem đậu đỏ. Kem đậu đỏ tôi thích đây rồi. Cô là một giám đốc, sao lại lấy trộm kem của người ta? Yên tâm, tôi trả tiền mà. Đây, con đánh quân ngủ. Đến lượt ông đi. Bà đánh đi. Ta rào quân thất. To nhất, to nhất. Ông nhầm rồi, không phải thế. Bài của ta không có quân nào to hơn. Đây, quân này. Ông tài thật. Ngôn Tình cứ chơi nhé. Mẹ ra ngoài một lát. Cháu đã nhìn thấy bài của ông. Dám liếc trộm bài à? Ông không có quân xanh. Cháu có. Ông thua rồi. Ông tài quá, ông tài quá. Cháu có muốn học không? Có. Cầm bài, xoa vào đây, tất cả sẽ biến thành màu xanh. Ông tài quá, ông tài quá. Mẹ ơi, nhìn ông kìa. Bà làm gì thế? Bà làm gì vậy? Đừng ăn, đừng ăn mà. Bỏ ra, bỏ ra. Đừng ăn, đừng ăn. Bà đừng ăn mà. Bà đừng ăn. Anh ngồi được chứ? Anh mua vài bộ quần áo và đồ chơi cho con. Không biết nó có thích không. Quần áo này có hợp không? Quần áo của Ngôn Tình em có thể lo. Không cần phiền anh. Em còn nhớ hồi nọ chúng ta cùng đi tìm con rồi chụp ảnh. Họ đã tạo ra cả ảnh của Ngôn Tình. Em thử nhìn này. Em biết mục đích của anh là gì. Anh cũng thừa biết. Chúng ta không thể. Kỳ Phương, cảm ơn em hôm nọ đã giải quyết chuyện Diệp Trung giúp anh.
Anh làm gì ở đây? Anh muốn hàn gắn những rạn nứt giữa chúng ta. Hôm đó anh đã nhìn thấy ba em sau bao năm không gặp. Anh muốn hóa giải mọi khúc mắc đã có xưa nay. Anh biết, muốn làm cho một bệnh nhân tâm thần bình phục và chấp nhận anh là rất khó. Cho nên anh muốn làm một số việc để bù đắp các chuyện ngày xưa. Anh đã gửi ảnh cho em. Anh hy vọng gia đình chúng ta sẽ sớm đoàn tụ. Nếu anh là em, anh có thể chịu đựng nổi bao sự việc như thế không? Kỳ Phương, anh đừng nói nữa. Mỗi tuần anh có thể đến thăm con một lần. Em không ngăn cản. Các chuyện khác thì không thể. Dừng lại đi. Tôi thích hoa. Bà, sao bà lại ăn hoa? Nếu đói bụng thì ăn bánh. Ông ấy cứ bảo tôi đưa ra sân chơi ăn hoa. Có là ai đó. Bà, tôi muốn ăn hoa. Đừng ăn mà. Tôi muốn ăn mà. Tôi muốn ăn mà. Tôi muốn ăn hoa. Ngôn Tình, con vào ăn sáng đi. Ăn xong mẹ đưa con đi chơi. Con không muốn đi. Ngôn Tình, ba ơi, ba ơi. Con ngoan quá. Ngôn Tình xem đây, ba mua đồ chơi cho con, thích không? Thích à. Ngôn Tình, con vào ăn sáng đã, rồi ba đưa đi chơi. Phải đó, ăn xong ba đưa con vào thăm ông. Con không đi, con sợ ông lắm. Hôm nọ em đưa nó vào thăm, thấy ông ăn cả quân bài, nó sợ. Con đừng như thế. Ông đang mắc bệnh, chúng ta phải chăm sóc ông. Dạ. Tốt, thế thì vào ăn đi đã rồi mới đi. Không cần, con muốn chơi bóng ở đây. Được, ba sẽ chơi với con. Bắt được rồi, bắt được rồi. Tốt, hãy tiếp tục theo dõi. Có tình hình mới thì báo cho tôi ngay. Cả nhà Duyệt Phu, Ngôn Phi và Ngôn Tinh đang hưởng niềm vui. Tổng cộng được 14 điểm. Dừng lại, dừng lại. Tất cả ra ngoài. Ra đi. Dừng lại, dừng lại. Ra ngoài, ra đi. Dừng lại, dừng lại. Ra ngoài, ra đi. Cô hướng dẫn họ ra về đi. Hôm nay sông bạc nghỉ. Sao lại đóng cửa? Các anh làm ăn kiểu gì thế? Sao lại đóng cửa? Chào cô Long Gia Gia. Chú Kiên, có chuyện gì thế? Kỳ Phương, sao vậy? Ba.
Sao chú Kiên lại đưa ba tôi đến đây? Không phải tại chú Kiên, chính ba muốn đến đây. Ba đã khỏi rồi à? Từ 2 năm trước ta đã khỏi bệnh. Ta chờ con khôi phục trí nhớ, rồi tái ngộ như Ngôn Phi, ta mới hạ sơn. Ta muốn đấu với các người một phen, để lấy lại những gì ta đã mất, lấy lại vinh dự vua của các vua đánh bạc. Sao lại im lặng? Không ai nói gì cả. Hay là thấy ta khỏi bệnh rồi nên các người quá sợ ta thắng lại tất cả tiền bạc? Ba, con không đánh bạc nữa. Cả nhà ta đã đoàn tụ, chẳng phải là quá tốt rồi hay sao? Không, con chưa quên 4 năm trước. Con đã hại ta phát điên, ta thua rất thê thảm. Thế mà nay con lại binh vực hắn. Được, ta sẽ đấu với hai vợ chồng con gián bạc sinh tử. Chuyện đã qua lâu rồi mà thù hận của hai nhà Long Ngôn vẫn chưa tan. Bác lại muốn thế hệ con cái phải bị liên lụy à? Con không đánh bạc với ba. Lạc Văn Hân nghe đi, lẽ nào ngươi không muốn trả thù cho em gái ngươi và cha ngươi? Cả hai người ấy đã bị thuộc hạ của ta giết. Kẻ chủ mưu đứng sau chính là ta. Bác nói gì? Nếu không phải là ta thì ta đâu cần thừa nhận. Ông thật bất nhân, không phải là người nữa rồi. Bỏ tôi ra. Con không thể tin ba đã làm điều đó. Ba, im đi. Tin hay không thì tùy, ta nhất định phải đấu ván này. 3 hôm nữa sẽ đánh, ta sẽ mời các sư phụ đến làm chứng thắng thua. Nếu hai người không đến thì sẽ phải đi theo hai cha con họ Lạc. Tài tình quá, hay quá. Có chuyện gì thế? Long Đình Quang đã trở lại. Thật à? Thì ra trong bệnh viện tâm thần, ông ta giả vờ điên. Long tiên sinh, đã sắp đặt xong. Kể từ nay, Long Đình Quang này lại cai quản mọi sòng bạc trên đảo San Hô. Chủ tịch trường đua ngựa cũng là ta. Công tác của các nhân viên ta sẽ bố trí lại. Nay Lạc Văn Hân không có mặt nữa, ta đã chọn được một ứng viên rất thích hợp. Đó là cô Hạ Linh. Các người đều đã biết cô ta rồi. Thế thì ngay cô Hạ Linh cũng mới biết ta chính là Thượng Sơn, ông chủ Nhật Bản của cô ta. Các vị nghe đây, những ai trước kia do cô Văn Hân tuyển dụng, hãy lập tức đến phòng tài vụ lĩnh tiền trợ cấp thôi việc. Học Minh hãy ở lại. Cả anh kia nữa. Hôm nay anh cầm bông hoa Văn Hân tặng đến ghi tên phỏng vấn. Anh là chuyên gia viết phần mềm máy tính, đã từng phục vụ ở Hoa Kỳ. Ta mong anh sẽ thể hiện khả năng. Vâng, cảm ơn ông.
Anh có biệt hiệu là Lucky Boy. Học Minh lui đi. Dân. Anh là con trai lão thầy mối nó nguyền rủa ta ngày trước. Hãy ở lại, cố làm việc cho tốt. Thì đã bao năm qua tôi quản lý tài sản cho kẻ thù của tôi, thế thì tôi phải giết hắn. Giang Hân, hãy bình tĩnh. Bình tĩnh sao được? Sự việc còn chưa được làm rõ, không nên. Hắn đã nói như thế rồi, tôi không thể không báo thù cho cha tôi. Tôi phải giết hắn. Cô phải nghe tôi. Chờ tôi làm rõ sự việc xem sao đã. Cô nghĩ mà xem, nếu làm thế thì Long Gia Gia sẽ ra sao? Kỳ Phương, chị vốn rất thương Nhạn Linh. Em tin rằng chị sẽ trả thù cho Nhạn Linh bằng cách nhận lời đánh bạc với ba chị. Chị nhất định sẽ thắng. Em xin chị đấy. Em xin chị. Con nghĩ Long Đình Quang không thể biết nơi này mà trả thù ba. Ba tạm lánh ở đây đã. Long Đình Quang đã biết chuyện mà hắn vẫn còn dùng con. Có lẽ hắn cho rằng con thân với anh Phi, hắn muốn lợi dụng con để o ép anh ấy. Con sao không nói tiếp? Sợ ba giận à? Ba cũng đã nghĩ ra rồi. Thực ra mọi ân oán đều do một mình Long Đình Quang gây nên. Ba chẳng nên gán mọi tội lỗi cho Ngôn Phi. Con cứ đi đi, xem Ngôn Phi có cần giúp đỡ gì không. Vâng, ba hãy thận trọng. Con cũng thế. Gia Nhi, đã đưa ba anh đi nơi khác rồi à? Ừ. Em đã nhìn rồi, không có ai bám theo đâu. Em sẽ đưa đồ ăn, đồ uống và các vật dụng đến cho bác, cứ yên tâm. Cảm ơn em. Sao phải cảm ơn? Người thân của anh cũng là người thân của em. Em đang rất lo cho anh. Anh làm việc ở chỗ Long Đình Quang, nếu lão lại phát điên, lão sẽ giết anh mất. Anh đừng quay lại nữa. Nếu không quay lại sẽ là đánh động cho hắn biết. Giả là hiện nay hắn tập trung chú ý vào Gia Gia và Ngôn Phi. Anh sẽ không sao. Em về đi. Chúng ta cứ liên lạc bằng điện thoại, đừng đến tìm anh làm gì. Được. Em hãy cẩn thận. Anh cũng thế. Được. Thưa ông chủ Long, các phóng viên đang đợi ông. Cho họ vào đi. Xin hỏi ông có chương trình mở rộng cơ ngơi chứ? Hiện nay tôi chưa thể nói gì. Thưa ông, ông và con gái, con rể sẽ đánh gián bài sinh tử có phải không? Bao giờ sẽ tổ chức cuộc đấu ấy? Bao giờ tổ chức? Tôi sẽ thông báo cho các vị biết. Thằng cha Long Đình Quang quả nhiên đã ló mặt ra.